Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh trọng tài đã bắt cầu thủ ra ngoài sân rồi mới rút thẻ đỏ, đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Cụ thể, thay vì xử phạt cầu thủ ngay trong sân, vị vua áo đen quyết định dắt cầu thủ mang áo số 9 ra ngoài rồi mới rút thẻ đỏ. Điều đáng nói là vừa rút thẻ đỏ, vị trọng tài chính lại có biểu cảm vô cùng hài hước khiến các cổ động viên có mặt trong sân phải bật cười. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại cảnh tượng có 102 này đã thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng và nhiều ý kiến bình luận hài hước. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Thể thao luôn chứa đựng những khoảnh khắc mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem. Và hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những sai lầm đáng trách và tai nạn hài hước trong thể thao hàng ngày. Theo như đúng nghĩa đen của câu hỏi trong chương trình này, thì người đã khiến Trezeguet phải khóc chính là một cầu thủ MU chứ không phải ai khác. Và đó là khi bạn gặp phải khoảnh khắc đối thủ thi đấu như đi trên mây. Khi bạn cố tỏ ra thân thiện mà những gì bạn nhận được thật dễ khiến bạn chẳng muốn lương thiện. Chứng kiến bàn thắng của đội nhà thì hẳn là bất cứ ai cũng sẽ muốn chạy ra chia vui như vị khán giả này. Vận động viên này đã lỡ đánh rơi vợt trong lúc thi đấu, nhưng thật tốt là anh gặp phải một đối thủ cũng yêu thích cầu mây. Cristiano Ronaldo đã phải nhận thẻ vàng cho hành vi vung chân quá lực vào người tiền vệ Newcastle khi Man United đang bị dẫn bàn. Giống như một pha bóng sẽ hoàn hảo hơn khi cú đánh không chỉ đưa bóng đi mà còn phải khuyến mãi thêm một cây gậy. Rõ ràng có đôi khi người ta không cần kỹ năng xuất sắc mà chỉ cần lấy thịt đàn người thôi cũng đã rất hữu dụng. Và hóa ra kỹ thuật dùng mông chơi bóng không phải do Neymar sáng tạo mà nó đã có từ rất lâu trước kia. Giống như các cầu thủ, nếu chú ý bạn sẽ thấy họ có những khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng đặc trưng của riêng mình. Nếu đó là một pha bóng thành công thì nó đã là một pha ghi điểm nhanh nhất trong lịch sử NBA. Tình huống giữa khóc giữa cười này diễn ra trong trận đấu giữa hai võ sĩ Trung Quốc và Mông Cổ. Tay đấm người Trung Quốc đã dính đòn quá nặng và dẫn đến mất ý thức tạm thời nên mới nhầm lẫn trọng tài là đối thủ. Một cầu thủ áo đỏ đã phàn nàn về cú dứt điểm của đồng đội, nhưng đến lượt mình thì anh ta cũng chẳng làm tốt hơn là bao. Giống như sau khi chuyền bóng thì anh chàng đã dự đoán được chiến thắng. Với cách xử lý bóng này thì quả thực chẳng mấy ai có thể ngờ được. Có lẽ nỗi đau thất tình nhiều khi cũng chưa chắc đã đau bằng cái cảm giác tưởng chừng có thể ghi bàn đơn giản nhưng kết quả lại thành thế này. Lại thêm một anh quăng vợt nữa và chúng ta luôn cần những đối thủ biết chơi đẹp một chút. Khi bạn sinh ra đã có máu hề hước nhưng bố mẹ lại bắt phải chơi bóng rổ thì chỉ có khổ cho trọng tài thôi. Có những tình huống tưởng chừng như bán độ khi mà sự chủ quan khiến các thủ thành phải trả cái giá là vào lưới nhặt bóng. Và đây tiếp tục là một cách thể hiện cảm xúc mới. Trước một pha bóng có quỹ đạo thế này thì quả thực các cầu thủ phải nín thở để xem nó. Sau một pha dứt điểm hiền lành thì những gì cầu thủ này có thể làm là chạy theo để vớt vát trong vô vọng. Quả thực, cầu thủ cũng có thể xem là nghệ sĩ vì họ biết cách diễn và sử dụng kỹ xảo khi tranh chấp.
Trong tình huống hoàn toàn có thể khống chế thì cậu bé này đã nhanh tay bắt bóng trước cầu thủ. Và giờ thì anh ấy chẳng còn có thể làm gì ngoài một cử chỉ chúc mừng bạn nhỏ. Đôi lúc không cần thiết phải đợi đến giờ giải lao, cầu thủ hoàn toàn có thể linh hoạt để chớp lấy vài giây thư giãn thế này. Thủ thành này cũng đã đỡ hụt bóng từ đường chuyền về không có gì nguy hiểm của đồng đội và tạo ra một sự ngỡ ngàng cho khán giả trên sân. Còn đó là khi một cầu thủ bóng rổ ôn lại kỷ niệm ngày còn chưa biết đi. Làm người hùng yêu cầu sự xuất sắc, nhưng làm tội đồ thì chỉ cần chủ quan một chút mà thôi. Khi sự ăn ý giữa các đồng đội chưa đủ thì rất có thể sự cố này còn xảy ra dài. Nếu không có thời gian quy định, có lẽ ai đó sẽ thực sự ngồi xuống và chờ đợi quả bóng lăn vào rổ. Hẳn là trước khi trận đấu sắp diễn ra, các cầu thủ nên đi dạo quanh sân một vòng để mà xác định địa hình, tránh trường hợp nhảy xuống hố như thế này một lần nữa. Và đây là hành động mà người ta gọi là giao trứng cho ác. Tottenham đã có một tình huống lúng túng khi Japheth Tanganga và Ben Davies kết hợp để tạo ra một bàn phản lưới nhà hài hước. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần phải hài một tí để quên nỗi đau khi bị bóng ném trúng thế này. Đối mặt với một đối thủ cao thế này, cầu thủ ở vị trí phòng thủ đã hiểu được cái gì gọi là bất lực. Xem ra các vận động viên còn phải học cách phối hợp khi ăn mừng bàn thắng với nhau nữa. Những kỹ thuật đi bóng cần phải được luyện tập nhiều hơn, trừ khi cầu thủ nào đó đang có ý định biến trận đấu thành show giải trí. So ra thì yếu tố ảnh hưởng đến sự cố tuột quần áo sẽ lớn hơn trong khi thi đấu. Tuy nhiên, sự cố người ta hay gặp lại là rơi giày thế này. Nghe đồn là một số đội bóng còn cho tập luyện hẳn những hành vi tiểu xảo trong bóng đá để dành khi có cơ hội. Cứ nhìn phản ứng của cầu thủ này là đủ thấy diễn kỹ của anh ấy nó tự nhiên đến mức nào. Kết thúc video ngày hôm nay là hình ảnh của một con sông quê mà cô nàng chẳng muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa. Nhưng các bác đừng thử dùng hành động này để troll crush, vì có thể crush sẽ biến thành crush luôn đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất trên kênh.